Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, chất xơ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Vì những thực phẩm giàu chất xơ hòa tan có thể hạn chế quá trình hấp thu cholesterol. Đối với chất xơ không hòa tan có tác dụng lợi tiểu. Ngoài ra thực phẩm giàu chất xơ còn có nhiều tác dụng khác phải kể đến như đảm bảo trọng lượng cơ thể vì khi ăn các loại đồ ăn này, chúng ta cảm thấy no lâu cân bằng lượng đường trong máu, giảm nồng độ cholesterol, huyết áp. Chất xơ là giải pháp tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch. Chất xơ được tìm thấy trong thành phần của nhiều loại thực phẩm, các loại carbohydrate làm chậm quá trình gia tăng lượng đường huyết sau các bữa ăn. Trong mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị những thực phẩm giàu chất xơ tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Các loại đậu, đậu lăng thuộc cây họ đậu nhiều màu sắc. Đậu lăng là loại thực phẩm giàu chất xơ và protein. Trong đó chất xơ chiếm đến 40% trong thành phần carbon của đậu lăng. Do vậy, đậu lăng giúp hạ thấp lượng đường huyết. Sử dụng đậu lăng có thể bổ sung 15 g chất xơ, 18 g protein trên bữa ăn. Chúng ta có thể sử dụng đậu lăng đỏ trong chế biến món canh, salad. Ngoài ra trong một cốc đậu đỏ nấu chín chứa 13 g chất xơ, một cốc đậu đen chứa 15 g chất xơ và một cốc đậu trắng chứa 18 gam chất xơ. Vì trong thành phần của các loại đậu giàu chất xơ như đậu lăng có tác dụng ổn định lượng đường trong máu, tốt cho tim mạch, tiêu hóa. Thêm nữa, tinh bột trong các loại đỗ là lợi khuẩn đường ruột. Khi vi khuẩn kháng tinh bột từ thức ăn, đồng thời hình thành một loại axit béo có lợi trong việc sử dụng insulin có hiệu quả hơn và tăng cường sức khỏe ở các tế bào ruột, bạn nên tăng cường sử dụng các loại đỗ trong chế biến các món canh, salad. Atiso, atiso mềm có hương vị thơm ngon và giàu chất xơ. Cứ một hoa atiso cỡ trung bình có 10g chất xơ. Không chỉ có vậy, atiso còn chứa magie, kali và axit folic, vitamin C có tác dụng hạ huyết áp. Khi dùng atiso nên chú ý loại bỏ các lá phía dưới, cắt bỏ gốc, tỉa gai. Ngoài dùng để chế biến các món ăn bổ dưỡng thì còn dùng để làm các loại nước uống từ atiso. Bỏng ngô, nếu muốn chọn đồ ăn nhanh thay vì ăn khoai tây chiên, bạn nên lựa chọn túi bỏng ngô, không nên cho muối và bơ, bạn có thể phun nhẹ chút dầu ô liu, chút nước sốt nóng, ít thả mộc cho món bỏng ngô thêm phần thơm ngon, bổ dưỡng. Theo các chuyên gia, trong ba cốc bỏng ngô chứa hơn 3 gam chất xơ, không chứa cholesterol, gần như không chứa chất béo, hàm lượng calo thấp và là loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Quả bơ Thành phần của quả bơ rất dồi dào chất xơ, chất béo omega 3 hữu ích cho sức khỏe tim mạch. Một cốc bơ xoay nhuyễn chứa 15 g chất xơ, 368 đơn vị calo cùng 34 g chất béo. Chúng ta có thể dùng một muỗng bơ nghiền nhỏ hay lát bơ khi ăn cùng bánh mì thay vì ăn bánh mì với phô mát. Bông cải xanh, một chén cải xanh nghiền nhỏ chứa 2,4 g chất xơ và 2,4 g protein. Không chỉ có vậy, bông cải xanh còn giàu vitamin C, K, kali, khoáng chất và axit folic. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên hấp chín bông cải xanh cho thêm ít dầu ô liu trộn với mì ống hoặc ăn cùng món salad. Quả mọng. Trong một số loại quả mọng như dâu có vị ngọt, nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều dưỡng chất khác. Trong quả mâm xôi có đến 7 gam chất xơ một số loại quả mọng kích thước nhỏ khác chứa các hợp chất ngăn ngừa ung thư, cải thiện sức khỏe tim mạch. Bạn có thể dùng các loại quả mọng cùng sô cô la đen làm món tráng miệng. Cháo bột yến mạch, các loại ngũ cốc nguyên chất có nguồn chất xơ vô cùng phong phú. Bạn nên chọn lúa mạch thay vì món mì ống là món ăn yêu thích, cũng như bổ sung cháo bột yến mạch vào thành phần thực đơn hàng ngày, ăn cùng bánh mì, gà nướng và cá nướng. Cả lúa mạch, bột yến mạch đều có chất xơ beta glucan, bổ sung insulin trong người mắc bệnh tiểu đường, hạ huyết áp, giảm nồng độ cholesterol, tốt cho quá trình tiêu hóa. Vì một chén lúa mạch nấu chín chứa 6 gram chất xơ, một chén bột yến mạch nấu chín chứa 4g chất xơ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai xin đưa ra những thói quen có hại là nguyên nhân gây ung thư dạ dày mà bạn cần tránh. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.